Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Blue Moon Tarot. Hôm trước mình đã làm một trải bài chung về tình hình công việc tháng 9, thì hôm nay mình làm một trải bài tiếp theo nói về câu chuyện tình yêu tháng 9 của các bạn để xem là điều gì sẽ đến trong cuộc sống tình cảm của các bạn trong tháng 9. Thì như thường lệ mình có 5 tụ bài và các bạn sẽ xem để chọn cho mình một tụ bài mà mình cảm thấy bị thu hút nhất. Đây là tụ 1, tụ 2, tụ 3, tụ 4 và tụ 5. Các bạn hãy tập trung suy nghĩ về chủ đề và xem là mình bị tụ bài nào thu hút nhất, thì đó có thể là tụ bài chứa đựng thông điệp dành cho các bạn. Và mình vẫn phải nhắc lại là vì đây là trải bài chung cho nên các bạn hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở và có chọn lọc. Hãy đón nhận những gì có liên quan đến câu chuyện và hoàn cảnh của mình và bỏ qua những gì không liên quan, tại vì có thể đó là thông điệp dành cho người khác. Và nếu như các bạn không tìm thấy thông điệp phù hợp trong trải bài này thì các bạn hãy bỏ qua và chọn những trải bài khác để xem là thông điệp nào dành cho mình ha. Các bạn cũng có thể dừng màn hình lại để chọn tụ bài. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc các tụ bài nha. Ở tụ số 1 các bạn có The Chariot, The Wheel, Knight of Coins, Magic Prayer. Các bạn cũng có lá Don't get pride, get in your way. Và cuối cùng các bạn có Consider your foundation. Thì trước hết á, mình cảm thấy là trong tháng 9 này á, các bạn sẽ nhận được một lời đề nghị nào đó trong tình cảm. Có thể đây là lời tỏ tình của ai đó, hoặc là có thể là các bạn đã trong quá trình tìm hiểu nhau trước đó và bây giờ họ cầu hôn bạn, họ muốn hai người có một mối quan hệ mà nó vững chắc hơn, một mối quan hệ mà có sự cam kết dài lâu hơn. Thì mình cảm thấy là đây là điều mà bạn sẽ nhận được trong tháng 9, và mình cũng cảm thấy là bạn hoàn toàn không có bất ngờ với cái lời đề nghị này. Bạn biết là bạn sẽ nhận được lời đề nghị này. Và một cái nữa là mặc dù là bạn biết là mình sẽ nhận được lời đề nghị này, nhưng mà mình cảm thấy là bạn có chút gì đó chần chừ, bạn có chút gì đó cân đo đong đếm trong cái mối quan hệ này. Có thể là trước đây khi mà hai người dừng ở mối quan hệ là bạn bè thân thiết hoặc là bạn trai bạn gái người yêu ấy, thì bạn cảm thấy là nó rất là ok. Nhưng mà khi mà họ đang nghĩ đến một cái bước xa hơn, khi mà họ muốn hai người cùng xây dựng một mối quan hệ tình cảm lâu dài hơn với nhau á, thì bạn bạn có vẻ chần chừ. Mình có cảm giác đó là bạn bạn cảm thấy là người này không có phù hợp với bạn. Bạn cảm thấy người này họ họ hơi chậm, họ hơi có thể là mình cảm giác là xưa giờ cái tuýp người của bạn đó là bạn muốn một người nào đó mà vững chãi và nhanh nhẹn và kiểu là hành động nhanh, quyết định nhanh đó. Nhưng mà cái người này thì khác, năng lượng của họ rất là chậm rãi. Họ có thể là người mang năng lượng của cung đất hoặc là cung nước, họ có thể là kim ngưu hoặc là cự giải, tức là họ có thể mang năng lượng của hai cung này. Và đó là cái lý do mà khiến bạn chần chừ trong việc là nhận lời họ, mặc dù bạn thấy là họ rất là tốt, bạn thấy là họ rất là ổn, nhưng mà mình cảm thấy có một sự chần chừ nào đó trong bạn. Rất có thể là họ không giống với những gì mà bạn tưởng tượng về hình ảnh một cái người yêu hoặc là một người bạn đời lý tưởng mà bạn có trong đầu á. Và những lá bài Oracle thì các bạn có Magic Prayer. Đây là cái người mà bạn tự bạn tạo thành, tức là bạn đã cầu nguyện, bạn đã mong muốn, bạn đã gửi thông điệp lên vũ trụ là bạn muốn một người như vậy, bạn muốn có một người nào đó phù hợp với mình, bạn muốn tìm được một mối quan hệ vững chắc bền vững hơn, thì vũ trụ đã hồi đáp cái lời mong muốn đó của bạn, vũ trụ hồi đáp lời cầu nguyện của bạn, và đây là cái người mà vũ trụ nghĩ là phù hợp nhất với bạn. Nhưng mà mình cảm thấy là bạn bạn không nghĩ như như vậy, tại vì ở đây á, bạn có hai lá này, bạn có Consider your foundation và bạn có Don't get pride, get in your way. Bạn cảm thấy là cái người này dưới cơ mình, bạn cảm thấy người này không giống như mình tưởng tượng, và có một phần nào đó trong bạn á, bạn hơi chê họ nữa. Mình cảm thấy như vậy á, nhưng bạn cảm thấy là họ 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 không đạt đến cái chuẩn mà bạn mong muốn, và do đó bạn rất là không muốn nhận cái lời đề nghị của họ. Có thể là họ không có giàu như bạn tưởng hình dung, có thể là họ không có phải là hình tượng nam nhi rắn chắc như bạn hình dung, có thể là họ 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 trông có vẻ hơi yếu đuối, hơi chậm lụt trong cái suy nghĩ, trong cái quan điểm của bạn, nhưng mà thật ra đây là người phù hợp với bạn. Mình cảm thấy như vậy. Và bạn có lá này Consider your foundation.
Look at how committed you are to love. Người này, cái người mà mang offer này đến cho bạn á, họ có thể trông không giống như những gì bạn tưởng tượng, nhưng mà hãy dành thời gian cho họ nhiều hơn, hãy dành thời gian, hãy dẹp bỏ cái lòng tự tôn, cái lòng tự cao của mình qua một bên và hãy thật sự nhìn vào họ, nhìn vào cái bản chất của họ, thì có thể á, bạn sẽ phát hiện ra là họ đúng là những gì mình mong muốn, tại vì mình thấy á, họ chính là người mà bạn bạn tự manifest cho mình, bạn tự tạo ra bằng những cái suy nghĩ, bằng những cái lời cầu nguyện, bằng cái mong muốn của mình á. Thì hãy cân nhắc cái lời đề nghị này. Nếu mà trong tháng này có ai đó đến và tỏ tình với bạn, hoặc là muốn đặt ra một cái mối quan hệ lâu dài hơn với bạn á, thì cho dù người đó không giống như tưởng tượng của bạn đi nữa, nhưng mà hãy coi cái thông điệp này như là một cái gợi ý á, hãy dành thời gian hơn, nhiều hơn cho họ để mà tìm hiểu và nhìn nhận họ kỹ hơn. Tại vì có thể họ là người rất thích hợp của bạn với bạn, và nhớ là hãy nhìn vào bản chất vấn đề, hãy nhìn vào cốt lõi con người họ, hãy nhìn vào bản chất của những gì bạn mong muốn. Bạn mong muốn cái gì? Bạn mong muốn một người thật lòng với mình, chân thành với mình, một người tạo ra một cái điểm tựa vững chãi cho mình, hay là bạn mong muốn một người có vẻ ngoài như thế này như thế kia, có cái tình hình tài chính như thế này. Cái vẻ ngoài và cái tình trạng tài chính đó, thật ra là nó không quan trọng, nó hoàn toàn có thể thay đổi. Nhưng mà hãy nhìn vào cái bản chất, sự mong muốn của mình, bạn mong muốn cái tính chất người đó như thế nào, một người vững chãi, một người có thể mang đến cho bạn cảm giác an toàn hay là cái gì đó, thì hãy nhìn vào bản chất vấn đề và hãy nhìn nhận vào phải nhìn vào cốt lõi bản chất của người này, chứ đừng đừng nhìn vào những cái bề ngoài, những cái vẻ ngoài hay là những cái tình trạng hiện tại, tại vì tình trạng hiện tại luôn luôn có thể thay đổi. Có thể bây giờ họ không phải là kiểu giàu có như bạn muốn, có thể hiện tại họ họ chưa thể cho bạn được một cái đời sống vật chất như bạn mong muốn, nhưng mà hãy nhớ là họ đang ở cái vai trò là nai đập coin và họ vẫn còn có thể phát triển lên nữa, cho nên là hãy nhìn vào bản chất của vấn đề và đưa ra sự lựa chọn cho mình. Ok, đó là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ số 1 nha. Bây giờ mình sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 2 nha. Các bạn có lá 4 gậy, 3 ly, The Emperor. Các bạn có Goblins. It's time to release negativity. Và Action speak loudly. Đối với các bạn chọn tụ bài số 2 á, mình cảm thấy là các bạn đang có một cái sự giằng co nào đó giữa lý trí và tình cảm. Các bạn mong muốn có được một mái ấm gia đình, các bạn mong muốn có được một mối quan hệ vững chắc, các bạn muốn trao đi cái tình cảm của mình, như các cô gái này đang đang cầm một chiếc ly đầy á, và đang các bạn đang muốn trao đi chiếc ly tình cảm của mình, chiếc ly mà tràn đầy tình cảm của mình. Các bạn đang muốn trao đi điều đó để có được một người sống đôi bên mình. Các bạn rất là khao khát cái tình cảm đó, nhưng mà mặt khác á, các bạn vẫn còn đang bị kìm kẹp trong cái suy nghĩ của mình. Có thể là có một cái pattern, một cái nếp suy nghĩ nào đó từ trước đến giờ khiến các bạn không thể chủ động trao đi tình cảm. Có thể là các bạn rất thích một người nào đó, nhưng mà các bạn cảm thấy là cái chuyện mà mình tự đi tỏ tình hay là mình ngỏ lời trước nó rất là mất giá, ví dụ như vậy đó. Thì cái đó là một cái sự giằng co giữa lý trí và tình cảm, một cái sự giằng co giữa cái việc là giữa cái khao khát muốn trao đi tình cảm và giữa cái chuyện là nếu mà mình trao đi như vậy thì mình có mất giá hay không. Cái sự giằng co ở đây mình thấy là trong tháng 9 các bạn sẽ gặp chuyện này. Có thể là các bạn trong tháng này các bạn sẽ gặp được một người mà các bạn đã muốn gặp họ từ rất lâu rồi, các bạn có tình cảm với họ và các bạn muốn bày tỏ cái tình cảm đó, nhưng mà các bạn chần chừ, các bạn còn đang chần chừ. Và các bạn có hai lá đều nói về cái chuyện là giải tỏa những cái năng lượng tiêu cực. Các bạn đang bị kìm chân bởi một cái gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Mình cảm thấy là có thể là trước trước đây á, bạn đã từng chủ động tỏ tình, nhưng mà bạn đã từng bị người ta chê cười, hay sao đó các bạn bạn bị người ta nói là không biết giữ giá. Ví dụ nếu bạn là con gái và nếu bạn là con trai á, thì có thể là bạn đã tỏ tình và bạn bị người ta khá là chà đạp cái lòng tự tự trọng của bạn á, và do đó bạn thu người lại, bạn bạn để cho cái lòng kiêu hãnh của bản thân á, nó vươn lên và bạn bị trói buộc trong cái ô vuông này. Mặc dù là bạn đang rất là khao khát tình cảm, bạn đang rất là muốn tạo dựng một cái mối quan hệ
tình cảm lãng mạn bền vững, nhưng mà những cái trải nghiệm cũ nó vẫn còn đằng sau trong bạn, và cái sự tiêu cực của cái trải nghiệm cũ nó đang níu chân bạn, và bạn nằm trong cái thế giằng co. Nhưng mà đã đến lúc các bạn phải giải tỏa những cái đó rồi, và các bạn giải tỏa bằng cách nào? Các bạn giải tỏa bằng cách là hãy hành động đi, hãy thể hiện những cái tình cảm của mình. Ví dụ như hiện giờ các bạn để ý người đó nhưng mà các bạn ngại, các bạn không muốn nói ra tại vì các bạn còn đang giằng co như cái này, ok thì các bạn có thể không nói ra, mà các bạn hãy thể hiện sự quan tâm của mình qua hành động, qua tình cảm, và từ từ á, có thể là các bạn sẽ giải phóng được cái năng lượng tiêu cực này, và đến một ngày nào đó biết đâu các bạn sẽ có đủ can đảm để mà nói những cái lời thật với lòng mình. Các bạn có thể đủ can đảm để mà dẹp cái lòng kiêu hãnh của bản thân này đi, không còn trói buộc bản thân mình trong cái sự kiêu hãnh giả tạo này nữa. Tại vì đây là cái mà các bạn dựng lên để tự bảo vệ mình khỏi những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ mà các bạn đã có. Nhưng mà cũng vô tình chính điều này á, khiến bạn không thể trải lòng mình, không thể nói thật những cái cảm giác của mình với người khác. Có thể là ở vẻ ngoài á, bạn rất là thích họ, bạn rất là quan tâm họ, nhưng mà bạn không nói ra, mà thậm chí là có thể bạn bạn đang hành động hoàn toàn ngược lại với điều đó. Bạn tỏ ra là chán ghét họ, bạn tỏ ra là không có thèm quan tâm đến họ nữa, nhưng mà bên trong bạn á đang rất là khao khát được trao đi cái tình cảm này. Bạn rất muốn được yêu thương một người nào đó, bạn rất muốn nói thật với lòng mình, nhưng mà bạn còn đang bị kìm nén ở đây. Cho nên là hãy hãy hành động đi, và hãy dùng cái hành động của mình để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với người đó, và hãy nhớ là giải phóng những cái năng lượng tiêu cực này đi để mà mình có thể được tự do bước đi, để mình có thể như cái người này, có thể vui vẻ sánh đôi bên cái người mà mình yêu thương. Và lá Goblin này nó cũng còn mang nghĩa là hãy tha thứ cho bản thân, hãy tha thứ cho ai đó đã làm tổn thương bạn. Tại vì chỉ khi bạn tha thứ thì bạn mới có thể giải phóng cái năng lượng tiêu cực này được. Hai cái lá bài này nó đến từ hai bộ khác nhau, nhưng mà cái thông điệp của nó khá là nhất quán với nhau. Bạn đã từng bị tổn thương trong quá khứ, ai đó đã từng làm bạn đau trong quá khứ, thì hãy tha thứ. Tại vì khi bạn tha thứ cho người khác đó, thì bạn cũng tha thứ được cho bản thân. Và chỉ khi nào bạn giải phóng được những cái năng lượng tiêu cực đó thì bạn mới có thể thẳng thắn với trái tim mình, bạn mới có thể thật sự là một vị hoàng đế. Tại vì bạn có lá Emperor ở đây, nhưng mà cái lá Emperor ở đây của các bạn nó đang bị ràng buộc bởi rất là nhiều thứ. Các bạn là một vị hoàng đế nhưng mà đang bị nhốt trong một cái lòng rất là chật hẹp này, và đã đến lúc các bạn phải tự giải phóng bản thân rồi. Đây là cái sự cố chấp của bạn, đây là cái sự tiêu cực mà bạn bạn đang đeo mang từ quá khứ đến hiện tại, và nó có thể cản trở con đường tương lai của bạn nữa. Cho nên là hãy giải phóng nó đi, hãy cho mình được tự do thể hiện những điều mà mình mong muốn, nói ra tình cảm của mình, và có những cái hành động thể hiện sự quan tâm của mình đối với người khác. Thì đó là những cái năng lượng mà mình thấy trong chuyện tình cảm của các bạn chọn tụ số 2. Đừng để quá khứ níu chân mình nữa, và hãy dùng hành động để mà khẳng định sự quan tâm của mình. Ok, bây giờ mình sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 3. Các bạn có King of Swords ở mặt sau. Các bạn có 8 kiếm, 4 kiếm. Các bạn có lá Solitude và The End of a Tough Cycle Approaches. Love makes the difference. Tình yêu tạo nên sự khác biệt. Các bạn chọn tụ bài số 3, mình cảm thấy năng lượng của các bạn đó là năng lượng sợ hãi tình yêu. Các bạn đang xử lý mọi việc bằng lý trí hơn là bằng trái tim, bằng bằng cảm xúc, và các bạn cảm thấy an toàn với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng mà các bạn đồng thời á, các bạn cũng biết là các bạn đang tự trói buộc bản thân mình vào cái hoàn cảnh hiện tại. Các bạn đang muốn giải phóng bản thân mình, và trong tháng 9 này á, mình thấy là các bạn sẽ dành thời gian để học cách yêu thương bản thân mình. Các bạn sẽ dành thời gian để mà quay về với bản thân mình nhiều hơn là bước ra ngoài và đón nhận cái mối quan hệ mới. Các bạn đang tạo dựng một mối quan hệ mới với chính bản thân mình trong tháng 9 này. Và mình thấy á, là các bạn đã làm việc này từ khá là lâu rồi, có thể là nguyên một cái giai đoạn vừa rồi á, từ hồi nửa năm nay á, là các bạn đã dành thời gian để mà quay lại với chính mình, để mà
tạo cho mình cái cảm giác an toàn với bản thân mình trước. Và tại vì các bạn nhận ra là cái sự bất an của bản thân bạn đang là thứ trói buộc bạn, đang là thứ khiến bạn quay lưng lại với thế giới, và bạn bạn muốn là dùng cái thời gian này để mà tĩnh tâm, để mà lấy lại sức mạnh của mình, để thực sự là một vị King of Sword. Đây là các bạn của hiện tại và đây là điều mà các bạn muốn hướng đến ở tương lai. Các bạn muốn là một người vững vàng hơn, các bạn muốn là một người có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn, thì đây là cái hành trình của các bạn và mình cảm thấy là các bạn đang đi đúng hướng. Các bạn đang dành khoảng thời gian này để quay trở lại với bản thân, để học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Và tin vui cho các bạn á, là cái giai đoạn đó nó sắp kết thúc rồi. Các bạn sẽ còn vượt qua một cái giai đoạn khó khăn nhất, giống như là một cái cao trào trong cái hành trình tìm về với chính mình. Vì nó có thể là các bạn sẽ gặp một số cám dỗ để khiến các bạn là quên đi cái tình yêu với bản thân mình, nhưng mà các bạn sẽ vượt qua được, tại vì các bạn đang làm tốt cái hành trình này, các bạn đang làm tốt cái chuyện là trò chuyện với bản thân mình, hiểu bản thân mình hơn, học cách yêu thương với bản thân mình. Và sau khi các bạn vượt qua cái giai đoạn đỉnh điểm cuối cùng này á, thì các bạn sẽ tạo ra được sự khác biệt, tại vì love makes the difference. Và cái tình yêu ở đây á, chính là tình yêu đối với bản thân mình. Với cái tình yêu bản thân này á, các bạn sẽ sẵn sàng để bước ra với thế giới, các bạn nhìn nhận thế giới với một cái quan điểm khác đi, các bạn thật sự trở thành King of Swords trong thế giới này. Và sau khi các bạn đạt được điều này á, mình cảm thấy là tình yêu đích thực sẽ mau chóng đến với các bạn thôi. Cho nên tóm lại, đối với các bạn chọn tụ bài số 3, các bạn đã đang làm rất tốt việc là quay lại với bản thân mình, học cách yêu thương bản thân mình, cởi trói cho bản thân mình. Và cái giai đoạn này nó sắp kết thúc rồi, và các bạn sắp sửa thấy được cái điều khác biệt, các bạn sắp sửa vượt qua cái cửa ải cuối cùng và bước ra thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Cho nên là mình chúc mừng các bạn chọn tụ bài số 3 nha. Và hãy nhớ là yêu thương bản thân mình, tình yêu thương đối với bản thân mình đó, nó sẽ làm nên tất cả cái sự khác biệt cho cuộc sống của bạn. Ok, đó là thông điệp mình thấy cho các bạn chọn tụ bài số 3. Bây giờ mình sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 4. Các bạn có 5 xu, Page of Swords, hai kiếm, các bạn có Right Desert, hoang mạc, và Don't let the past hold you back. Các bạn cũng có The only thing that is real is love. Đối với các bạn chọn tụ bài số 4 á, đây là lá bài mà diễn tả cái đời sống tình cảm các bạn hiện tại. Nó là một hoang mạc khô cằn và các bạn đã đóng cửa trái tim mình từ rất lâu rồi, và các bạn để cho đời sống tình cảm của mình á nó khô cằn như một sa mạc rồi đó. Các bạn nhìn thấy hình ảnh thấy không, nó là một cô gái đi đi qua hoang mạc, thì đây là bạn và đây là cái hành trình tình cảm của các bạn. Các bạn còn đang chưa ra khỏi cái hoang mạc của bản thân mình, mà cái chuyện này á nó diễn ra là do một cái trải nghiệm nào đó mà các bạn đã từng trải qua trong quá khứ, hoặc là do cái hoàn cảnh hiện tại. Mình thấy có hai câu chuyện ở đây nha. Thứ nhất á, là các bạn đã từng bị bỏ rơi trong quá khứ, các bạn đã từng bị tổn thương trong quá khứ. Một người nào đó đã không chọn các bạn, mà họ họ chọn một đối tượng khác, họ chọn một con đường khác, và họ họ chọn cách bỏ bạn lại phía sau. Và điều này á khiến bạn cảm thấy bị tổn thương và không còn tin tưởng vào bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Và đó là lý do mà các bạn có cái lá sa mạc ở đây. Các bạn khép cửa lòng mình lại, các bạn không đón nhận bất kỳ một cái tình cảm nào nữa. Còn cái trường hợp thứ hai mà mình thấy á, thì các bạn đóng cửa bản thân mình không phải vì các bạn từng bị một cái trải nghiệm xấu về tình cảm, mà là các bạn đang lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Tức là các bạn cảm thấy là với cái hoàn cảnh hiện tại của mình đó, thì mình không còn cái thời gian để mà lo chuyện yêu đương vì gì nữa hết á. Các bạn phải chọn một trong hai, các bạn phải dồn hết năng lượng của mình để mà kiếm tiền, để mà lo chuyện cơm áo. Thì đó là cái hoàn cảnh thứ hai mà mình thấy. Thì dù là hoàn cảnh nào đi nữa, thì hiện tại á các bạn đang ở trên sa mạc tình cảm, và thật ra đây cũng là một phần trong hành trình của các bạn. Các bạn phải đi qua được cái sa mạc này, và các bạn phải học được cách là buông bỏ quá khứ, đừng có để quá khứ níu chân bạn nữa. Các bạn cũng phải nhận ra là tình yêu là một phần của cuộc sống, và các bạn không thể chối bỏ tình yêu được, tại vì tình yêu á nó cũng bao gồm cả tình yêu với bản thân mình nữa. Và khi bạn chối bỏ tình yêu thì cũng đồng nghĩa với bạn bạn không yêu thương bản thân mình, và
bạn để cho bản thân mình trở nên nó khô héo, trở nên cuộc sống nó rất là nhạt nhạt nhòa và không có gì thú vị hết á. Cho nên là hãy học cách yêu thương bản thân mình. Các bạn có thể nghe thêm câu chuyện của tụ bài số 3, tại vì tụ bài số 3 là những bạn đã biết cách quay lại với bản thân mình, họ cũng đã từng đi qua hoang mạc và họ đã biết cách tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân mình, tự mình tạo ra cảm giác an toàn cho bản thân mình, tự mình là người yêu thương bản thân mình nhất, bản thân mình chính là cái chỗ dựa tin cậy nhất cho mình. Bất kể là các bạn đã gặp chuyện gì trong quá khứ, bất kể đó là việc các bạn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hay là các bạn bị ai đó bỏ rơi đi nữa, thì hãy nhớ là bản thân mình là người không bao giờ bỏ rơi mình. Còn nếu bản thân bạn á cũng bỏ bỏ rơi bản thân bạn cũng chọn cái con đường là nhốt mình trong cái sa mạc cằn cỗi này á, thì nếu mà bạn cũng bỏ rơi bạn á, thì làm sao mà người ta có ai khác có thể đồng hành với bạn được. Ngay cả bạn cũng chối bỏ bản thân mình thì làm sao người khác có thể chấp nhận bạn được. Cho nên là hãy quay trở về với tình yêu, mà trước hết là tình yêu thương của bản thân mình, và đừng để quá khứ níu chân bạn. Quá khứ là thứ đã qua rồi, quá khứ là cái sa mạc mà bạn sẽ để lại sau lưng này nè, và bạn hãy tiến về phía trước, chân trời đang rộng mở chào đón bạn. Như vậy á, trong tháng 9 này á, các bạn có thể lựa chọn là tiếp tục hành trình của mình và thoát ra khỏi cái sa mạc khô cằn này, buông bỏ những cái gánh nặng quá khứ để mà quay lại với tình yêu, quay lại với thế giới muôn màu muôn sắc này. Và cái tình yêu ở đây á, trước hết là tình yêu đối với bản thân mình trước đã. Hoặc là các bạn sẽ lựa chọn là ở lại trong cái hoang mạc khô cằn này và cứ tiếp tục sống với cái cảm giác là mình là người bị bỏ rơi, mình chỉ là một cái lựa chọn trong cuộc đời của ai đó. Cái đó là những gì mình thấy cho các bạn chọn tụ bài số 4 nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ chọn yêu thương bản thân mình, các bạn sẽ chọn tình yêu và sẽ sớm qua được cái hoang mạc này để thấy một cái thế giới đầy màu sắc phía trước. Bây giờ mình sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 5. Các bạn có ba kiếm, sáu gậy ở mặt sau, The Sun, Flying, Step out of your comfort zone và Listen with your heart. Ok, với những bạn chọn tụ bài số 5, mình cảm thấy là đã đến lúc tháng 9 này á, có thể là lúc để các bạn bung lụa, là lúc của các bạn bước ra khỏi cái vòng tròn thoải mái của bản thân mình, là lúc các bạn bay đến những chân trời mới. Tại vì các bạn có The Sun ở đây, có thể là bạn đã từng bị ai đó phản bội trong quá khứ, nhưng mà đó là chuyện đã xảy ra rất là lâu rồi, và thật ra trái tim bạn á đã biết là bạn đã phục hồi rồi, bạn biết là trái tim mình đã lành lại rồi. Tại vì á, trái tim của chúng ta luôn có cái cơ chế là tự phục hồi, tự chữa lành, chỉ có lý trí của chúng ta là luôn sợ hãi. Mình cảm thấy á, là cái nỗi sợ của các bạn á, nó chỉ còn tồn tại trong lý trí của các bạn thôi. Còn trong trái tim của các bạn á, trái tim của các bạn đã sẵn sàng để yêu thương một lần nữa. Trái tim của các bạn á, đã sẵn sàng chắp cánh bay lên và sẵn sàng bước ra khỏi cái vòng tròn thoải mái của mình rồi. Thì nếu mà các bạn cảm thấy như vậy á, thì trong tháng 9 này các bạn hãy để mặt trời soi sáng cho trái tim của mình và hãy bước ra khỏi vòng tròn thoải mái. Hãy học cách lắng nghe trái tim của mình, lắng nghe bằng tất cả trái tim. Tại vì mình cảm thấy là trước giờ các bạn cũng lắng nghe bản thân mình, nhưng mà các bạn đang lắng nghe bằng bằng lý trí chứ chưa phải lắng nghe bằng trái tim. Tại vì khi mà các bạn biết lắng nghe bằng trái tim, các bạn sẽ biết, sẽ nghe được trái tim bạn nói là bạn đã sẵn sàng cho một hành trình mới rồi, bạn đã sẵn sàng bước qua cái giai đoạn đau thương này rồi, chỉ có lý trí của bạn là còn đang sợ hãi thôi. Cái nỗi sợ đó nó chỉ còn đang tồn tại trong lý trí của bạn thôi, còn trái tim của bạn đã lành rồi, và trái tim của bạn đang sẵn sàng bước ra đón nhận ánh sáng ngoài kia, sẵn sàng để lại yêu thương một lần nữa. Cho nên là tháng 9 này bạn hãy bay lên đi, hãy bước ra khỏi cái vòng tròn thoải mái của mình và hãy lắng nghe những cái lời tâm sự của trái tim, và có thể đây là lắng nghe người khác nữa, lắng nghe lời tâm sự chân thành của một ai đó mà sẽ tìm đến bạn trong tháng 9 này nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà mình thấy nha. Là thứ nhất là các bạn lắng nghe trái tim mình, biết là đã đến lúc mình sẵn sàng bước ra khỏi những cái trở ngại trong quá khứ, sẵn sàng để mà bay lên và khởi đầu những cái hành một cái hành trình mới. Và câu chuyện thứ hai là có thể là các bạn đã sẵn sàng trở thành một người
lắng nghe những cái tâm sự của người khác, lắng nghe những cái lời tự sự của người khác một cách chân thành nhất. Đối với những bạn ở trường hợp thứ hai á, thì có thể trước giờ đã có khá là nhiều người tìm đến bạn và tâm sự với bạn, nhưng mà bạn ngại tiếp xúc với người khác, tại vì bạn sợ là mình sẽ lại bị phản bội một lần nữa, cho nên là bạn giữ người khác ở ngoài, bạn cố tình tạo ra một cái khoảng cách với người khác và bạn tìm cách né tránh không lắng nghe họ nữa. Nhưng mà mình thấy trong tháng 9 này á, sẽ là cơ hội để mà các bạn bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn đó và thực hành cách lắng nghe người khác với tất cả trái tim. Hãy đón nhận những người mà đến tâm sự với bạn, lắng nghe họ và chia sẻ với họ, tại vì mình cảm thấy là bạn có cái năng lượng đó, bạn có năng lượng của một người chữa lành, của một người biết cảm thông và có thể là chữa lành cho người khác bằng cách là lắng nghe họ, chia sẻ cái câu chuyện của họ nữa. Cho nên hãy phát huy cái điều đó, đừng có để những cái chuyện trong quá khứ khiến mình lo sợ nữa, mà hãy biết là mặt trời đã mọc rồi, ánh sáng đã chiếu rọi rồi, và hãy bước ra đón nhận cái ánh sáng này. Cái đó là thông điệp dành cho các bạn chọn tuổi bài số 5 nha. Mình hy vọng là các những thông điệp của ngày hôm nay sẽ có ích cho các bạn, và có thể là sẽ truyền cảm hứng để các bạn đưa ra các quyết định nào đó trong cuộc sống của mình. Chúc các bạn có một tháng 9 thật là hiệu quả và tốt đẹp. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong một trải bài khác nha.